Hôm nay Jenny muốn chia sẻ với các bạn một phương pháp cực kỳ hiệu quả dùng để thu hút hay là manifest tiền đến cho bạn thông qua luật hấp dẫn bằng cách sử dụng kỹ thuật ví tiền hay giỏ xách hay là bóp tiền hay là bất cứ thứ gì mà bạn dùng để đựng tiền một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Và ngoài ra thì trong video này Jenny cũng sẽ nhắc đến những chủ đề nổi bật khác như là kỹ thuật sử dụng tấm check kỳ diệu được miêu tả trong cuốn The Secret, bí mật luật hấp dẫn. Và phải nói rằng kỹ thuật này vô cùng hiệu quả vì Jenny đã thử qua trước đây rồi. Và thứ hai nữa là những cách có thể giúp cho bạn visualize, hình dung tưởng tượng hay là thiền định, hoặc là các thói quen buổi sáng morning routine và các thói quen thực hành hàng ngày của luật hấp dẫn giúp tăng hiệu quả của việc thu hút tiền cao hơn cho bạn. Nhưng trước khi đến với nội dung chính thì chúng ta hãy cùng đến với intro. Hello mọi người, mình là Jenny. Trong video ngày hôm nay, Jenny muốn chia sẻ với các bạn một kỹ thuật được gọi là Magic Wallet, hay tạm dịch là chiếc ví kỳ diệu. Và phương pháp này cũng khá là đơn giản và sẽ dễ làm hơn với các bạn nào đã quen với các thực hành visualize, hình dung tưởng tượng của luật hấp dẫn rồi. Cho nên đầu tiên thì Jenny sẽ hướng dẫn các bạn một cách thực hành đơn giản về kỹ thuật hình dung tưởng tượng cho việc thu hút tiền bạc, để những ai chưa biết có thể bắt đầu làm theo. Còn những bạn nào đã biết rồi thì vẫn có thể nghe lại để củng cố thêm vào tiềm thức của bạn nhé. Ok, phương pháp đầu tiên gọi là dấu ấn tiềm thức. Nó bắt đầu bằng việc bạn lấy ra một tờ check, hay là trong cuốn The Secret gọi là tấm séc nhiệm màu ấy. Và trong tờ check này thì bạn sẽ viết xuống tên của bạn và viết xuống số tiền mà bạn mong muốn được nhận. Và bạn đặt tờ check này ở trước mặt, hình dung tưởng tượng rằng số tiền viết trên đó đang đến với bạn càng lúc càng nhiều hơn. Hoặc là bạn cũng có thể cầm tấm séc nhiệm màu đó trong tay và tưởng tượng về những việc mà bạn muốn làm với số tiền đó. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể là bạn đã thực sự có thứ mà bạn muốn rồi. Hoặc là bạn cũng có thể in ra tờ sao kê số dư tài khoản của bạn và thay đổi số tiền ghi trên đó đi sao cho nó đúng với số dư mong muốn của bạn. Ok, và tới đây một số bạn có thể sẽ thắc mắc rằng như vậy có phải là mình đang chỉ làm giả những trải nghiệm này không? Thì câu trả lời là bạn cần hiểu rằng luật hấp dẫn đòi hỏi bạn phải nhìn thấy được tương lai mà bạn muốn đang thực sự xảy ra trong tâm trí. Cho nên khi mà bạn có thể tạo được những hình ảnh, những dấu ấn đó trong đầu thì điều xảy ra là ngay trong những khoảng thời gian mà bạn đi ngủ, tiềm thức của bạn vẫn hoạt động và nó sẽ thu hút những gì được bạn tạo ra hay là để lại dấu ấn lúc đầu ấy cho bạn. Và trong trường hợp này chính là tiền. Và nếu như bạn nào chưa có cho mình tờ check này thì có thể tìm link download bên dưới mà Jenny sẽ để ở phần dưới video. Bạn click vào đó và tải về điện thoại hay là laptop, hoặc là in ra tờ check đó tùy bạn. Mục đích là để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tờ check đó hàng ngày và thực hành được phương pháp này. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về kỹ thuật ví tiền. Câu chuyện này bắt đầu từ nhiều năm trước khi mà Jenny trò chuyện cùng với master của Jenny. Lúc đó Jenny tình cờ nhìn thấy ví tiền của thầy cầm ở trên tay. Và Jenny khá là thắc mắc vì không hiểu tại sao thầy lại để nhiều cash, tức là tiền mặt như vậy trong ví. Kiểu là rất nhiều luôn ấy, chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy được. Bởi vì thường thì ở Mỹ người ta rất ít khi mà đem theo nhiều tiền mặt như vậy lắm. Đa số mọi người thường chỉ dùng thẻ để chi trả cho mọi thứ ở bên ngoài vì nó tiện và an toàn hơn. Cho nên Jenny đã cảm thấy khó hiểu khi mà nhìn thấy thầy đem theo nhiều tiền và toàn là mệnh giá cao như vậy trong người. Và thế là thầy ấy bảo Jenny thế này. Thầy bảo, ok, cho thầy xem ví của con xem nào. Và Jenny cũng lấy ví tiền của mình ra, và tại thời điểm đó thì ví của Jenny rất là mỏng bởi vì nó chỉ đựng mấy cái thẻ credit card và vài tờ 5 đô, 10 đô ấy. Và thầy bảo, ok, hãy mở ví ra và cho thầy biết con cảm nhận như thế nào. Và Jenny cũng muốn các bạn làm như vậy ngay bây giờ. Hãy lấy ví của các bạn ra, các bạn xài ví, xài bóp, xài bao ni lông hay cái gì cũng được. Hãy đem nó ra đây và mở nó ra xem nào.
Và Jenny đoán là phần lớn những bạn đang xem video này, nếu bây giờ bạn mở ví của bạn ra thì sẽ chỉ có khoảng vài tờ 100k, 200k, 1 đô, 2 đô hay thậm chí là không có đồng nào. Vậy hãy nói xem bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào khi nhìn vào trong ví của mình. Bạn cảm thấy giàu có, bạn cảm thấy đầy đủ hay bạn cảm thấy thiếu thốn, bạn cảm thấy trống trải, bạn cảm thấy mất tự tin. Hầu hết mọi người trong hoàn cảnh đó đều cảm thấy thiếu thốn, ít ỏi, và nếu như vậy thì nó đang truyền tải điều gì đến tiềm thức của bạn? Nó có nghĩa là bạn đang cảm nhận hay là đang nói rằng ồ, tôi thật là nghèo khổ, tôi thiếu tiền quá, tôi thiếu thốn quá, vân vân. Và như Jenny đã từng nói điều này rất nhiều lần trước đây, đó là bạn không thu hút những gì bạn muốn mà bạn thu hút những gì bạn cảm nhận hay là trở thành. Đây chính là yếu tố rất quan trọng nhé. Vì vậy nếu như bạn đang cảm thấy thiếu thốn quá, nghèo quá, ít tiền quá thì bạn sẽ thu hút điều gì? Vậy nên Master của Jenny giải thích rằng với việc luôn giữ một số tiền như vậy trong ví, dù phần lớn thời gian thầy đều sử dụng thẻ để thanh toán, thì khi mỗi lần mà mở ví ra thì chúng ta đều sẽ cảm thấy ôi nhiều tiền quá, ôi mình giàu có quá. Nó kiểu khi mà bạn mở ví ra và bạn nhìn thấy mình có thật nhiều tiền, như vậy sẽ khiến cho bạn cảm thấy giàu có, cảm thấy đầy đủ và cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Phải vậy không? Và một điều mà Jenny muốn lưu ý ở đây đó là bạn đừng nghĩ rằng để thực hành được phương pháp này thì bạn phải giàu, bạn phải có nhiều tiền như là master của Jenny thì mới làm được. No. Thật ra thầy ấy kể rằng ngay cả khoảng thời gian trước đó, khi mà thầy đang trong thời kỳ khó khăn nhất về tài chính, thì thầy vẫn làm như vậy và càng phải làm như vậy hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như với một số người đã áp dụng phương pháp này, kể lại rằng ban đầu lúc không có tiền hay chỉ có một vài đồng thì họ vẫn cố gắng bỏ hết số tiền có được đó vào ví, và với mỗi lần được nhận lương vào cuối tháng vào trong tài khoản ngân hàng của họ thì họ cũng rút hết ra để bỏ vào trong ví. Và mỗi ngày khi mà nhìn vào đó thì họ sẽ tự nhắc nhở bản thân là tôi giàu có, tôi giàu có, tôi giàu có. Và thực ra thì ngay cả bản thân Jenny cũng đã thử qua phương pháp này. Đó là lúc mà diễn ra cuộc trò chuyện này với master của Jenny nhiều năm về trước, thì cũng là khoảng thời gian mà Jenny đang gặp rất nhiều vấn đề về tài chính tiền bạc. Và thế là sau khi nghe về phương pháp này thì Jenny nghĩ rằng dù gì thì bây giờ mình bỏ tiền trong tài khoản cũng chẳng có ích lợi gì, và vài trăm hay là vài ngàn đô đó trong mặt cao thì mình cũng chẳng khác gì bỏ vào trong ví. Vậy tại sao mình không thử, vì dù sao mình cũng đâu mất gì. Và thế là từ đó đến nay thì trong ví của Jenny chưa bao giờ thiếu cash hay là thiếu tiền mặt. Và thực sự là vì phương pháp này rất hiệu quả, luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả. Nó đã giúp đem lại cho Jenny nhiều thứ mà Jenny mong muốn. Và nó cũng đã giúp thay đổi toàn bộ cuộc sống của Jenny và khiến cho Jenny có cái nhìn rõ ràng hơn về các mối nhân quả xảy ra xung quanh mình. Quay trở lại với phương pháp luật hấp dẫn này, một điều quan trọng mà Jenny muốn lưu ý với các bạn đó là khi bắt đầu thực hành phương pháp này thì hãy nhớ để ý đến cảm giác của bạn. Hãy cảm nhận những cảm xúc, cảm nhận tần số rung động của sự giàu có, đầy đủ, thịnh vượng. Bởi vì bạn thu hút những gì bạn cảm nhận. Nên là trong vài tuần tới hãy thử áp dụng phương pháp này. Đây là một phương pháp rất đơn giản và dễ thực hiện cho các bạn. Vì vậy hãy thử và để ý xem những thay đổi gì diễn ra trong cách bạn suy nghĩ, cách bạn tư duy và cảm nhận về tiền bạc, về bản thân và về mối quan hệ giữa bạn với tiền. Và hãy nhớ để lại comment bên dưới video, chia sẻ cho Jenny và những người khác biết về những cảm nhận và thay đổi trong cuộc sống của các bạn nhé. Còn bây giờ nếu bạn thích video này thì hãy nhớ nhấn like, share và comment bên dưới cho mình biết cảm nhận của các bạn, hay là kể cho Jenny nghe về hành trình thức tỉnh và thay đổi tư duy của bạn từ khi tìm hiểu về luật hấp dẫn và phát triển bản thân như thế nào. Vì Jenny luôn thích nghe về những trải nghiệm trong cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những bạn hay theo dõi kênh YouTube của Jenny. Và nếu bạn nào chưa subscribe thì hãy nhớ ấn subscribe, bật luôn cái chuông thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.